Kính chào quý vị. Quý vị nhớ là năm nào cũng thế, năm ngoái cũng thế, năm nay cũng thế. Cứ dịch bệnh thì mặc dù là chính phủ và cả người dân đều đưa ra những cái biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 và người dân thì đều chấp hành rất tốt. Tuy nhiên, cái bọn quả đen thì nó bất chấp lệnh của nhà nước mình và nó vẫn ngang nhiên tổ chức các cái buổi tụ tập ở nhà thờ. Và mặc dù chúng nó nói là hội đồng giám mục cũng ra thông báo là ngưng, nhưng mà bọn cấp dưới thì nó vẫn vi phạm, bởi vì cái này không phải là nó coi thường hội đồng giám mục. Quý vị phải hiểu mà nó hội đồng giám mục chỉ là cái đưa ra cái cho có lệ, nhưng mà nó vẫn ra lệnh cho bọn đàn em là vẫn làm, rồi là nếu có đổ thừa, nếu có để không đổ thừa được cho hội đồng giám mục. Nhưng thực ra không một thằng linh mục nào dám vượt quá quyền hạn của hội đồng giám mục, đó là đi khẳng định như vậy. Mời quý vị nghe một cái bài viết ở trên Vietnamnet. Linh mục ở Hà Tĩnh bị phạt 7,5 triệu đồng vì vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Bài này mới đăng ngày 4 tháng 6. Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, linh mục Bùi Khiêm Cường bị chính quyền huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính. Trao đổi với Vietnamnet chiều ngày 4 tháng 6, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên là đúng. Quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn nêu rõ xử phạt hành chính đối với ông Bùi Khiêm Cường là linh mục quản xứ Kẻ Động, sinh năm 81, trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của chính phủ, linh mục Bùi Khiêm Cường bị phạt số tiền 7,5 triệu đồng. Trước đó, dư luận địa phương bức xúc khi linh mục Bùi Khiêm Cường liên tiếp tổ chức lễ tập trung đông người trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cụ thể, tối 31 tháng 5, linh mục Bùi Khiêm Cường đã huy động hội đồng giáo xứ và rất đông bà con giáo dân xứ giáo xứ Kẻ Động tham gia lễ dâng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, nhưng không tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19. Dù đã được chính quyền nhắc nhở, nhưng lại đến ngày 1 tháng 6, linh mục Bùi Khiêm Cường lại bất chấp quy định phòng dịch Covid-19, lại tiếp tục tổ chức ngày hội thiếu nhi và khánh thành thư viện sách thiếu nhi thánh thể. Thời điểm này có khoảng 300 giáo dân và các em thiếu niên nhi đồng tham dự nhưng không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, bất chấp các quy định khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng chống dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan phải chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức cá nhân chấp hành các quy định trên. Tòa giám mục giáo phận Hà Tĩnh cũng đã có công văn gửi toàn bộ linh mục tu sĩ giáo dân phải thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế và dừng các nghi lễ tập trung đông người. Đó là đấy là ấy, nhưng mà tuy nhiên đó quý vị, nó đưa ra cái thông báo vậy, nhưng mà đàn em của chúng nó thì vẫn vi phạm và chúng nó không có trách nhiệm vì chúng nó vẫn cho rằng chúng nó đã thông báo. Tuy nhiên đi khẳng định luôn, nếu như không phải là chúng nó được bật đèn xanh thì không có cái chuyện đó đâu thưa quý vị. Cho nên ở đây Ly muốn nói rằng chúng nó chỉ núp đằng sau thôi, chứ đều có cái sự chỉ đạo, đó là Ly khẳng định luôn. Và đây Ly mời quý vị nghe tiếp một cái bài này thì lâu rồi nhưng mà cần đọc lên. Và quý vị thấy rồi, vừa rồi thằng Nguyễn Đình Thục nó cũng tổ chức như vậy đó, mà sao không thấy phạt nhỉ? Một bài viết đăng từ 2020, khoác áo linh mục sao lại làm điều phản nước hại dân, nói về thằng Nam Heo thưa quý vị. Với bổn phận của mình, linh mục có trách nhiệm giáo dục đức tin, giảng lời Chúa gắn liền với các mục vụ theo quy định của giáo hội, hướng con chiên của mình sống tốt đời đẹp đạo phúc âm trong lòng dân tộc.
không làm theo những điều như vậy. Trong nhiều năm qua, Linh Mục Đặng Hữu Nam liên tục có nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, kích động giáo dân, gây mất an ninh trật tự và đi ngược lại lợi ích dân tộc. Những hành vi xuyên tạc chống phá luôn dựa vào những sự kiện Linh Mục Đặng Hữu Nam triệt để lợi dụng xuyên tạc chống phá chế độ chính quyền nhân dân, lợi dụng vào tình hình dịch bệnh COVID-19. Tối ngày 7 tháng 2 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ Mỹ Khánh thuộc Yên Thành, Nghệ An, Linh Mục Đặng Hữu Nam đã giảng lễ tuyên truyền xuyên tạc đại dịch Corona, sau đó tung lên mạng xã hội. Thay vì đề cập tới đại dịch bằng tình hình thực tế, con số thống kê, cách phòng ngừa và ứng phó với đại dịch, thì linh mục này lại chĩa mũi nhọn để tấn công chế độ chống lại nhà nước Việt Nam. Linh Mục Nam cho rằng nguồn gốc của bệnh dịch Corona xuất phát từ tàu cộng, dịch bệnh làm chết người, còn Đảng Cộng sản thì giết người. Nhà cầm quyền bưng bít thông tin, chính quyền Việt Nam bắt bớ người đã tung thông tin bệnh dịch để bưng bít thông tin. Nhà cầm quyền Cộng sản độc tài Việt Nam đã bỏ tù, đấu tố, khủng bố, truy tố và tiêu diệt các nhà yêu nước chỉ vì họ muốn xây dựng đất nước sánh vai các cường quốc. Đó là thằng Nam Heo nó viết. Đây là bài của tác giả, đây là lời của tác giả. Bất chấp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã giải thích tên gọi chính thức dịch bệnh là COVID-19, viết tắt các từ tiếng Anh dịch bệnh virus Corona 2019. Để không kỳ thị trong tên gọi thì Linh Mục Nam lại viện dẫn xuyên tạc COVID-19 là China virus gì đó, tạm dịch là Trung Quốc khởi phát virus vào tháng 12 năm 2019, lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để xuyên tạc nói xấu chế độ chính quyền. Linh Mục này đã đăng bài viết bịa đặt ra chuyện nhà nước bắt bớ những du học sinh Việt Nam đang ở vùng dịch Vũ Hán phải nộp số tiền 1.000 đô để có một suất được di tản về nước. Nam so sánh các nước như Anh, Pháp, Mỹ cho chuyên cơ đến chở du học sinh về nước miễn phí. Trường hợp Việt Nam, mỗi học sinh phải tự túc phí chuyên cơ và phí trung chuyển từ nhà ra sân bay. Vì vậy, chỉ có một số ít du học sinh có con nhà có điều kiện và quyền lực là được về nước. Con số còn lại vẫn đang còn kẹt lại thành phố Vũ Hán, nơi được coi là thành phố chết chóc đau thương bởi dịch virus Corona. Đang trong thời điểm đại dịch, Đảng Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chống dịch như chống giặc, khẩn trương, quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, không hoang mang, bi quan, dao động. Đi ngược lại tinh thần đó, Linh Mục Nam lại dùng nhiều bài viết tung lên mạng như Vĩnh Phúc toang thật rồi, Vĩnh Phúc hòa tốc xin chi viện, virus Đảng nguy hiểm hơn virus Corona, v.v. tạo sự giật gân, thu hút sự chú ý, gây hoang mang, dao động đối với người dân, xuyên tạc nhà nước, xuyên tạc chế độ. Trên thực tế, không chỉ đưa công dân Trung Quốc về nước, không chỉ đưa công dân của ta ở Trung Quốc về nước, kịp thời bảo hộ công dân, cơ quan chức năng Việt Nam còn tổ chức, ly đọc sai rồi. Trên thực tế, không chỉ đưa công dân Trung Quốc về nước, kịp thời bảo hộ công dân, cơ quan chức năng Việt Nam còn tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ tâm dịch Vũ Hán trở về, kiểm tra, theo dõi sát tình hình sức khỏe, cách ly theo quy định, chăm sóc nhiệt tình chu đáo. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao và đạt được kết quả rất tốt như đại diện WHO tại Việt Nam đã khẳng định. Với diễn biến khó lường của đại dịch, đáng lẽ Linh Mục Đặng Hữu Nam phải cùng với giáo phận hướng dẫn giáo dân, nhất là sau khi Tòa Giám mục Giáo phận Vinh có thông báo về đại dịch và những lưu ý trong quá trình mục vụ gửi các cha tu sĩ và bà con giáo dân giáo phận. Có những giải pháp thực tế từ nâng cao nhận thức đến hoạt động cụ thể phòng dịch. Tuy nhiên, đi ngược lại tinh thần đó, Linh Mục Đặng Hữu Nam lại triệt để lợi dụng đại dịch như một cái cớ để xuyên tạc, công kích, đả phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhận diện bản chất,
Đặng Hữu Nam sinh năm 76 tại Đô Lương, Yên Thành, Nghệ An, được phong linh mục năm 2008. Trong quá trình hoạt động, luôn thể hiện tư tưởng chống đối, kích động nhiều phần tử gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình, ngày 26 tháng 9 năm 16, Nam tổ chức trên 500 giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An vào giáo xứ Sông Ngọc, Mành Sơn ở lân cận, kéo đến Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để gửi đơn kiện công ty Pomosa gây mất an ninh trật tự. Ngày 3 tháng 10 năm 16, linh mục này cho rằng chính quyền gây khó dễ trong việc xác nhận thủ tục nộp đơn kiện công ty Pomosa, nên đã đánh kẻng nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Hòa. Một số đối tượng quá khích đã hành hung nhiều công chức xã. Linh mục Nam còn có những hành động xúi giục một số giáo dân chống đối lại các chủ trương, chính sách và hoạt động của địa phương, chỉ đạo cho những người trúng thầu 55 lô đất ở thôn Tân An, xã An Hòa không nộp số tiền đất còn lại, mục đích nhằm gây sức ép với chính quyền các cấp. Ngày 14 tháng 8 năm 2016, một số công dân đã tự ý tháo dỡ 5,5 mét phía trước và 5,5 mét phía sau tường rào, phá hoại bờ rào, chiếm đất nhà văn hóa thôn Tân An, xã An Hòa. Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Tổ công tác huyện và Ủy ban Nhân dân xã An Hòa tổ chức kiểm tra hiện trường phục vụ cho công tác điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhà thờ giáo xứ Phú Yên rung chuông tập hợp khoảng 20 nam thanh niên kéo ra ngăn cản không cho tổ công tác thi hành nhiệm vụ. Một số đối tượng quá khích đã đuổi theo để đánh đập các công chức địa chính xây dựng Ủy ban Nhân dân xã An Hòa phải nằm viện. Từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều lần Linh Mục Nam kích động lôi kéo bà con giáo dân xuống đường, lấy cớ là tuần hành phản đối công ty Pomosa, phản đối trạm thu phí BOT Vinh gây ách tắc quốc lộ 1A. Khi cơ quan chức năng đến giải thích động viên, nhiều đối tượng bị kích động đã ném đá, đập phá, làm hư hỏng nhiều xe ô tô tài sản của nhà nước, hành hung, làm bị thương nhiều cán bộ thực thi công vụ. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, tại giáo xứ Mỹ Khánh, lấy cớ cầu nguyện cho 39 người Việt tử vong trong container tại Anh, linh mục này đã tung lên mạng xã hội vu cáo chế độ, tước đoạt nhân quyền, tiêu diệt tôn giáo, đàn áp, đấu tố, bắt bớ, bỏ tù, thủ tiêu những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ, quy kết cho chế độ, biến 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng thành những con người nhu nhược, vô cảm, độc ác và man rợ. Những hành động xuyên tạc, vu cáo, kích động chống đối của linh mục Đặng Hữu Nam đi ngược lại lợi ích của nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Hãy làm đúng bổn phận công dân, linh mục. Nói về đạo đức của giáo hội, Maxwell cho rằng cách duy nhất để có một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa không phải là vượt lên trên nền đạo đức của đời sống trần thế bằng lối sống khổ hạnh trong tu viện, mà chính là chu toàn trong thế gian các bổn phận tương ứng với chức phận mà cuộc sống dành cho mỗi người trong xã hội. Bổn phận trở thành thiên chức của mỗi người, linh mục Đặng Hữu Nam lẽ ra phải tuyệt đối tránh điều răn thứ 9 trong Kinh Thánh là người chớ nói chứng dối. Bức xúc và không đồng tình với những việc làm trên, mới đây, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An đã ra kiến nghị yêu cầu linh mục Đặng Hữu Nam phải chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng chức phận, dừng ngay mọi hành động chống phá, kích động lôi kéo giáo dân vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam, Tòa Thánh Vatican lên án Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngăn chặn kịp thời hoạt động phản động và có biện pháp xử lý trước pháp luật. Không biết quay đầu là bờ,
Thời gian gần đây, linh mục này tiếp tục hung hăng tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước với thái độ thách thức, ngoài mục đích kích động chống phá dư luận, cho rằng liệu đằng sau đó có phải ông ta cố tình gây mất ổn định an ninh trật tự, cố tình tạo điểm nóng để nhận lợi ích của các tổ chức khủng bố phản động lưu vong. Đó đó quý vị, đó là Ly muốn vạch trần những cái thằng quả đen, một cái lũ súc sinh mà Vatican nó đã cài lại trong nước, và hy vọng rằng người dân chúng ta hãy mạnh mẽ lên án và đừng bao giờ cho rằng chỉ một bộ phận nhỏ, mà đó là chủ trương được chỉ đạo từ Vatican. Còn hội đồng giám mục họ ra thông báo đó chỉ là để tránh, để chạy tội, để không bị buộc tội, rằng là cả cái hội đồng giám mục, quý vị phải hiểu cái ma mãnh, cái quỷ quyệt của chúng nó như vậy. Ly kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở clip sau.